xin chào tất cả các bạn đang hâm mộ câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh cũng như là đang theo dõi kênh YouTube của mình. Thì hôm nay chúng ta sẽ quay lại với một buổi tập của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh, và buổi tập ngày hôm nay sẽ tập trên sân vận động Phú Thọ. Hiện tại thì các cầu thủ đang có một buổi họp đầu tiên trước buổi tập cùng với huấn luyện viên Mano, và sau đó thì các cầu thủ sẽ đi tập khởi động. Ngày hôm nay thì mình vẫn thấy toàn đội có đầy đủ các sự góp mặt của các cầu thủ, mặc dù là chúng ta đang đón nhận một tin rất buồn, đó là dịch bệnh Covid đã trở lại và chúng ta không thể tiếp tục thi đấu, nhưng mà các cầu thủ thì vẫn tập trung cũng như là dành hết tâm huyết cũng như là sức lực để dành cho từng buổi tập. Nên ngày mai thì toàn đội sẽ có một buổi đá giao hữu cùng với câu lạc bộ Long An ở tại sân Bến Lức. Nên là ngày hôm nay huấn luyện viên có thể sẽ dành một chút tập luyện về chiến thuật cũng như là cho các cầu thủ nghỉ ngơi nhiều hơn để ngày mai có sức thi đấu. Và sau đó thì lịch trình như thế nào ấy thì phía bên câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh sẽ thông báo sau ở trên fanpage của câu lạc bộ các bạn nhé. Các bạn có thể theo dõi thông tin trên fanpage của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh để theo dõi những thông tin về câu lạc bộ, bên cạnh đó là những lịch trình trong thời gian sắp tới chừng nào thì có thể thi đấu lại, và tất cả những thông tin sẽ được cập nhật ở trên fanpage. Trước những thông tin đồn đoán gần đây về việc Babe Diakite sẽ rời câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh sau lẽ ra là đến vòng 3 của V-League, thì toàn đội ở V-League sẽ chốt các ngoại binh, thì đến hiện tại thì mình vẫn chưa biết được là thông tin hiện tại thì sau khi mà dịch bệnh và các giải đấu bị hoãn thì V-League có cho phép các câu lạc bộ là kéo dài thêm thời gian để chiêu mộ ngoại binh hay không, thì các bạn cùng chờ đợi trong thời gian sắp tới để nhận thông báo về phía PBF. Còn hiện tại thì Babe Diakite vẫn đang thực hiện các buổi tập cùng với câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ thì các cầu thủ đã bắt đầu vào buổi khởi động. Trước mắt mình đang là Võ Huy Toàn, Trương Ngọc Mười, Nguyễn Xuân Nam, Đỗ Văn Thuận, Nguyễn Công Thành, Lê Quyền Huy Tín và Bùi Văn Đức. Các cầu thủ đang có những bước khởi động nhẹ trước cái buổi tập ngày hôm nay. Ngày mai thì khi mà đá giao hữu thì sẽ không có việc là giới hạn quyền thay người, nên rất có thể là ngày mai toàn đội sẽ di chuyển tất cả để xuống dưới Long An, và sau đó sẽ có trận đấu giao hữu, thì có thể trận đấu đó tất cả các cầu thủ sẽ được thi đấu để huấn luyện viên Mano test lại các kỹ năng cũng như là các cầu thủ để đem ra một bộ khung cho đến ngày mà V-League chính thức trở lại. Ở phía bên đây thì là các cầu thủ như Hoàng Lâm, Đình Khương, Babe Diakite, Lê Si Minh, Lâm Tí Phong, Dario và João Paulo, cùng với đó là Lý Nguyễn. Bây giờ thì các cầu thủ sẽ có một bài đá ma, và theo luật thì những cầu thủ nào lớn tuổi ở trong đội sẽ đi vào đuổi bóng trước. Và phía bên đó bên đây là Dario và Lý Nguyễn sẽ là hai cầu thủ đuổi bóng đầu tiên, bởi vì hai cầu thủ này nhiều tuổi nhất đội, không phải nhất đội mà nhất trong cái đội đó, đội ở phía bên đó. Và vừa pha phát bóng đầu tiên thì Lý Nguyễn đã cướp bóng được từ phía trong chân của Diakite. Đó,
Bây giờ thì các cầu thủ sẽ tập bài đó là đá ma, nhưng mà chỉ đá được bằng lòng trong chân phải, chứ không được đá chân khác, cũng không được đá chân khác, chỉ được đá bằng lòng trong chân phải thôi. Và Ba B và Xuân Nam đang là những cầu thủ phải đổi bóng. Ba B vừa bị xỏ háng, và sau khi xỏ háng thì Ba B sẽ phải chịu phạt thêm một lần nữa. Những pha xử lý rất ngọt của Lý Nguyễn. Pha xử lý rất hay của Lý Nguyễn. Lẽ ra là nếu như mà pha bóng nó chỉ cần Lý Nguyễn nhấc chân lên là anh sẽ bị phạt, nhưng mà anh đã giữ trái banh trong chân và có một pha ngoặt bóng rất đẹp. Bây giờ thì các cầu thủ sẽ phải đá ma, nhưng mà phải đá bằng cái lòng trong của chân trái. Trời ơi, máu chân phải rồi. Có gì lắm, không nhất thiết phải đá bằng lòng mà có thể đá bằng chân trái, đá kiểu nào cũng được, nhưng mà buộc phải đá bằng chân trái. Ở phía bên đây thì các thủ môn đang thực hiện những tình huống băng ra để bắt bóng. Huấn luyện viên Minh Quang sẽ thả bóng ngẫu nhiên và các thủ môn sẽ phải băng ra để bắt được, ôm gọn được trái bóng đó. Lần lượt từng người một. Trước khi băng ra bắt bóng thì các thủ môn sẽ phải di chuyển tại chỗ. Người đang thực hiện đó là anh Nguyễn Thanh Thắng. Những tình huống thả bóng ngẫu nhiên mà các thủ môn không thể nào đoán được. Sau khi thực hiện xong thì các thủ môn bây giờ đang được nghỉ ngơi một chút và sau đó là sẽ bắt đầu vô một bài tập mới. Two. When finish your time is off. Three. Come on.
bây giờ thì các thủ môn sẽ thực hiện những tình huống đó là cản phá bóng, một cản phá một cú sút xa và sau đó là sẽ chơi bóng bằng chân. Người đang thực hiện đầu tiên đó là thủ môn Nguyễn Anh Tuấn. Sau khi nhận bóng thì Nguyễn Anh Tuấn sẽ chuyền qua bên trái, hoặc chuyền nhận bóng bên trái thì sẽ chuyền qua bên phải, mà nhận bóng bên phải thì sẽ chuyền qua bên trái, và sau đó là sẽ thực hiện một tình huống sút cản phá cú sút xa của huấn luyện viên Minh Quang. Bây giờ thì người tiếp theo thực hiện sẽ là thủ môn Phạm Văn Cường. Pha bắt bóng tốt của thủ môn Phạm Văn Cường. Cú sút quá tốt của huấn luyện viên Minh Quang khiến cho Văn Cường không thể nào cản phá. Đây là Louis, người sẽ thường xuyên quay những video clip để phân tích về các cầu thủ của thành phố Hồ Chí Minh. Thời gian vừa qua thì câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh cũng vừa mua một phần mềm đó là CodeBand để dành cho các huấn luyện viên như là Louis có thể phân tích được những cái trận đấu cũng như là các cầu thủ trong từng trận đấu như thế nào. Và ngày hôm nay thì Luis đang dùng flycam bay lên để chuẩn bị phân tích một cái buổi tập chiến thuật của thành phố Hồ Chí Minh. Đây là chiếc flycam của Luis đang bay trên trời, bay khá là cao so với mặt đất. Các bạn có thể thấy mình zoom hết cỡ nhưng mà chiếc flycam vẫn còn rất nhỏ, tức là bay rất là cao, mình có thể zoom ra cho các bạn xem. Ở phía bên đây thì Phan Thanh Hậu cũng như là Thân Thành Tín vẫn đang luyện tập để hồi phục. Vì vấn đề hiện tại là dịch bệnh nên là câu lạc bộ không cho phép các cổ động viên cũng như là những người hâm mộ có thể vào sân để xem các cầu thủ luyện tập cũng như là xin chụp hình được. Bởi diễn biến phức tạp của dịch bệnh vẫn chưa, với cả do các cơ quan chức năng vẫn chưa thể kiểm soát được tình hình dịch bệnh nên là hiện tại câu lạc bộ không cho phép các cầu thủ tiếp xúc với những người ở mà không rõ được là người đó ở đâu đến, thì các cầu thủ sẽ hạn chế tiếp xúc. Cùng với đó là sẽ tập trung ở nhà của toàn đội, tức là câu lạc bộ có một cái nhà và các cầu thủ sẽ tập trung ở đó, hay còn gọi là house club. Và tại đó thì các cầu thủ mỗi khi đi ra ngoài có việc gì thì bắt buộc phải đeo khẩu trang và không được tự ý đi khỏi nhà nếu như mà trong trường hợp mà liên quan đến những vấn đề dịch bệnh và bị lây nhiễm thì sẽ gây nguy hiểm đến cho các đồng đội khác cũng như là câu lạc bộ, và đặc biệt là gây nguy hiểm cho toàn đất nước. Ở phía xa bên đây thì những cầu thủ đang không tập luyện chiến thuật cùng với huấn luyện viên Manolo thì sẽ đi ra để có những bài tập khác, ví dụ như là đá ma như thế này chẳng hạn. Thì hiện tại thì các cầu thủ đang tập luyện ở phía ngoài đây và sẽ chờ đến lượt của mình, tức là mỗi cầu thủ sẽ tập một bài riêng. Sau khi huấn luyện viên Mano tập luyện bài khác thì sẽ gọi những cầu thủ này ra để tập luyện cùng. Theo như thông tin hiện tại thì
mùa giải V-League 2021 ở vòng 3 thì sẽ gần như là đã hoãn hết gần như là hết toàn bộ các trận đấu. Còn về phía vòng 4 thì đã có văn bản là sẽ hoãn luôn tất cả các trận đấu vòng 4 và rất có thể là các cầu thủ sẽ được các câu lạc bộ cho về nghỉ Tết sớm, hoặc là tùy vào câu lạc bộ, mỗi câu lạc bộ sẽ có một chính sách riêng và các cầu thủ sẽ phải thực hiện theo chính sách của câu lạc bộ. Đôi khi có những câu lạc bộ sẽ có những trận đấu giao hữu để chuẩn bị, hoặc là những buổi tập chiến thuật để giúp chuẩn bị cho những trận đấu ở nếu trong trường hợp mà V-League trở lại. Còn nếu không ấy thì nếu như các câu lạc bộ cần thiết thì sẽ cho các cầu thủ được về quê và nghỉ Tết sớm. Được các cầu thủ sẽ một vài câu lạc bộ sẽ cho các cầu thủ được về quê để đón Tết sớm cùng phía gia đình. Và hiện tại thì ở năm nay thì Lý Nguyễn sẽ có một cái Tết đầu tiên ở Việt Nam sau khi trở về. Ngày hôm trước ấy thì Lý Nguyễn có đăng lên story cá nhân là anh đã đi ra phố đi bộ Nguyễn Huệ để theo dõi các công nhân đang trang trí đường hoa Nguyễn Huệ, và anh đã đăng lên với câu nói là chuẩn bị đón Tết ở Việt Nam. Bên cạnh việc sẽ có một cái Tết đầu tiên ở Việt Nam thì mình thấy được là anh còn đang bắt đầu nghe nhạc ở Việt Nam nữa. Hôm đó là anh nghe bài OK của ca sĩ Na. Đó không phải là ca sĩ, đó là rapper Na. Anh nói rằng hiện tại anh đang rất thích bài hát đó của Na, cũng như là đang bắt đầu nghe nhạc Việt Nam. Đây là Đỗ Văn Thuận, người mà các huấn luyện viên của Thành phố Hồ Chí Minh đang rất mong anh có thể trở lại và hòa nhập cùng với lối chơi của toàn đội một cách sớm nhất. Bây giờ thì chúng ta có thể thấy là Paulo, Ngô Hoàng Thịnh và Lý Nguyễn và Dario là bốn cầu thủ mà đang luyện tập sút phạt, và người đứng trong khung thành đó là Nguyễn Cuki hay còn gọi là Nguyễn Anh Tuấn. Dario cú sút đi ra ngoài, người tiếp theo thực hiện sẽ là Ngô Hoàng Thịnh, cú sút không vào. Hiện tại vẫn chưa có cầu thủ nào có được bàn thắng, và vị trí sút này nằm vào khoảng 20m. Cú sút của Paulo đi chìm nhưng mà không gây nguy hiểm. Đây là trợ lý Minh Phương. Tiếp theo đến lượt Lý Nguyễn. Khá nguy hiểm nhưng mà vẫn chưa có bàn thắng. Cookie vẫn đang giữ sạch lưới. Dario lại là một cú sút ra ngoài. Paulo vẫn chưa vào. Ngô Hoàng Thịnh khá căng nhưng mà Cookie vẫn chiến thắng và vẫn chưa có bàn thắng cho những cầu thủ ở phía bên trên. Một mình Kuki vẫn đang cân được hết bốn cầu thủ. Lý Nguyễn cú sút còn không có một chút nguy hiểm dành cho Kuki. Paulo
vẫn không vào, cú sút có phần nguy hiểm nhưng mà vẫn không chiến thắng được Kuki mà thậm chí là bóng còn đi ra ngoài. Dario, lại một pha đi bóng của Dario, bóng đi trúng vị trí của Kuki và anh ôm chặt bóng luôn. Minh Phương, không hổ danh là danh thủ một thời. Minh Phương vẫn có, trợ lý Minh Phương vẫn có những cú sút khá là nguy hiểm, bóng đi không căng nhưng mà lại đi rất là hiểm hóc. Tiếp theo người thực hiện sẽ là Lý Nguyễn. Không, người vừa thực hiện là Paulo. Và Kuki đã mắc sai lầm khi mà anh không thể chụp dính bóng. Lý Nguyễn vẫn không vào. Vẫn chưa một cầu thủ nào có được bàn thắng dành cho bản thân mình cả. Và đây là cú sút của Paulo. Một pha cửa lòng tuyệt vời của Paulo. Lâu ơi, good. Lâu ơi, good car. No, this no good car. No good. Yeah, yeah, yeah. Go. You can go. Hey, boy. Wait, drop him for me. Yeah. What do you? Drop him on the way for me. Yeah, he is. He is? So now, you're not going with my band later? Oi, bye. You're not going with my band later today? No, I know. I have back today. Anh Ly, đi đi xe tiến Dũng bỏ ba bê rồi hả? Leave ba bê alone, leave him alone. Oh, you lost something?